Xin chào các bạn, Hoa đang đứng cạnh một cô gái rất là xinh đẹp. Và một cái điều đặc biệt nữa là đây là bạn Ngô Phương Linh, là thủ lĩnh trẻ nhất của Siberia. Thật là may mắn hôm nay là được gặp bạn ở cái chỗ địa điểm nhận xe của một đồng đội. Xin Phương Linh có thể chia sẻ đôi lời gì đấy với lại Xin chào mọi người ạ. Mình tên là Ngô Phương Linh, năm nay mình 19 tuổi. Hiện tại là sinh viên đại học Hà Nội và đồng thời là thủ lĩnh của Siberian Rangers. Thì hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi được đến tham dự lễ nhận xe của anh nhà tư vấn chuyên nghiệp của nước Thành Trung. Thì mình cảm thấy là trong cái môi trường này chúng ta được phát triển bản thân, và khi mà Linh đạt được cái kết quả rất là cao trong cái môi trường học, nhưng mà mình quyết định là không đi du học nữa để ở lại Việt Nam học tập và làm việc ở Syria, bởi vì cảm thấy là ở trong môi trường này mình có thể rèn luyện được đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Bạn không phải là cái người mà chỉ biết là đọc sách, chỉ biết là học mỗi một kiến thức ở trên nhà trường, mà mình cần phải rèn luyện và học tập thêm những cái kiến thức, kỹ năng mềm ở ngoài cuộc sống, thì mình có thể trở thành một cái người mà mình là trong cuộc sống này rồi, và mình mới có thể có một cái tầm nhìn xa trông rộng và lo cho cuộc sống tương lai của mình sau này nữa. Nghĩa là mình phải có một cái tầm nhìn dài để hướng đến tương lai lâu dài, chứ không phải là trước mắt để học tập thì mình cũng chỉ có kiến thức ở trên nhà trường thôi, thì không giải quyết được vấn đề gì. Mình theo mình cái tư duy của mình là như thế, và mình xin mình chia sẻ ở đây ạ. Cảm ơn Ngô Phương Linh. Thế thì Ngô Phương Linh cho thêm một câu hỏi ngắn nữa là tại sao bạn lại có thể thành công nhanh như thế? Tức là bạn là sau bao lâu thì bạn đạt được cái danh hiệu là thủ lĩnh của CV? Sau 10 tháng đã là thủ lĩnh của Siberia. Và tiết lộ cho các bạn là sinh viên sau 10 tháng ở Siberia và thu nhập cũng là đâu đó gần 100 triệu một tháng. Thế thì có khó khăn gì không khi bạn là một người trẻ như thế mà đến với Siberia mà bạn đã có thể thành công? Thực ra thì trong bất kỳ một lĩnh vực nào, chúng ta cũng gặp những cái khó khăn, những cái thử thách, nhưng mà chúng ta biết kiên trì, nỗ lực vươn lên thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Có mục tiêu cụ thể, mình biết là cái cụ thể mà mình hành động thì mới ra có kết quả xứng đáng ấy. Và khi mà mình làm việc thì mình được sự hỗ trợ của bố mẹ và các cô chú đồng đội của mình rất là nhiều, nên mình luôn luôn cảm thấy biết ơn, và chính sự biết ơn nó tạo nên những cái kết quả thành tích ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Linh, đấy là cái câu chốt đấy, là chìa khóa ở đây là lòng biết ơn. Đúng rồi, lòng biết ơn thì sẽ tạo nên cho bạn có một cái năng lượng, có một cái sức mạnh có thể là không thể là ngờ đến được. Cảm ơn Phương Linh đã có buổi chia sẻ này, và chúc Phương Linh thành công hơn nữa ở Siberia cũng như sự nghiệp học tập của mình. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.